Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh TIPUK. Bản tin trưa ngày hôm nay gồm những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Giá vàng hôm nay 10 tháng 10 tăng điên cuồng cuối tuần, nhà đầu tư mạnh mua lưu kho. Hôm nay ngày 10 tháng 10, giá vàng thế giới đột ngột tăng vụt như vũ bão lên 1.928 USD. Mở cửa phiên giao dịch ngày 10 tháng 10, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.928 USD, tăng mạnh mẽ 24 USD so với cùng thời giờ giao dịch sáng qua. Giá vàng ngày 10 tháng 10 tiếp tục tăng vọt, chủ yếu do đồng USD suy yếu. Nhà đầu tư đổ xô gom vàng sau khi hy vọng được thắp lên rằng các chính trị gia Mỹ có thể đưa ra thỏa thuận về một gói kích thích toàn diện để hỗ trợ nền kinh tế mong manh. Ông Trump thông báo tiếp tục các vòng đàm phán với Quốc hội về gói kích thích, hé lộ các bên đạt được đồng thuận gói kích thích kinh tế trị giá 1.800 tỷ USD là rất cao. Giới đầu tư suy đoán kinh tế còn phải mất rất nhiều thời gian để vật lộn với thiệt hại do Covid gây ra. Chính phủ Mỹ sẽ tăng mạnh cung tiền, lạm phát đi lên và làm cho USD tiếp tục suy yếu hơn, có lợi cho giá vàng trong thời gian tới. Ông Rainer, nhà phân tích kim loại quý tại ngân hàng, nhận định rất khó nói liệu đây có phải là sự khởi đầu của một đợt tăng giá mới của vàng hay không, nhưng ông dự đoán vàng vẫn lạc quan với vàng trong thời gian còn lại của năm. Tại thị trường trong nước, sáng nay công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 55,8 triệu, chưa có thay đổi so với giá sáng qua. Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 55,9 đến 56 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua vào và 300 đồng lượng chiều bán ra. Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,9 đến 56,3 triệu đồng một lượng, tăng 100 đồng một lượng so với phiên hôm qua. Bản tin xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại bản tin tiếp theo.